Thưa quý vị, sau hơn một tháng, Đà Nẵng không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Mọi hoạt động đang trở lại bình thường. Thì ngày 19 tháng 6, thành phố phát hiện 24 trường hợp mắc mới. Đáng chú ý, 24 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng đều liên quan đến bệnh nhân NVH, nhân viên bảo vệ tại công ty nhựa Duy Tân, có địa chỉ tại 145 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Qua điều tra dịch tễ, ngày 10 tháng 6, bệnh nhân NVH đã tiếp xúc với một trong số 3 người từ thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển hàng ra công ty này. Trong đó có bệnh nhân 12.190 là một trong hai lái xe được phát hiện dương tính lần 1 vào ngày 15 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác điều tra dịch tễ thì được biết bệnh nhân số 12.190 đã có vợ bị nhiễm COVID-19 là lái xe 51D43893 chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đến công ty nhựa Duy Tân Đà Nẵng vào lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 6. Tại đây, bệnh nhân số 12.190 có gặp ông NVH để mở kho nhập hàng. Bệnh nhân 12.190 cùng hai người khác trên xe dỡ hàng xong rồi đi về thành phố Hồ Chí Minh. Qua khai báo của lái xe thì xe chở hàng đi trên tuyến quốc lộ 1A đến trạm cửa ô Hòa Phước, địa phận Đà Nẵng vào lúc 1 giờ sáng nhưng không có ai chặn lại nên tài xế cho xe chạy thẳng đến nơi giao hàng và quay về thành phố Hồ Chí Minh làm xét nghiệm thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước thông tin các chốt cửa ngõ ra vào thành phố có nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không tổ chức giám sát khai báo y tế để phương tiện từ vùng dịch ra vào thành phố gây ra đợt bùng phát dịch mới này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân chốt chặn, đặc biệt là chốt đã bỏ lọt xe từ thành phố Hồ Chí Minh và công ty nhựa Duy Tân, biết trước tài xế xe tải từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng nhưng không khai báo. Là đơn vị trực tiếp quản lý trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang, điểm chốt kiểm soát dịch mà lái xe tải khai báo, trưởng phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng Phan Ngọc Truyền cho biết sẽ tiến hành điều tra, trích xuất camera dọc tuyến, xem việc khai báo của lái xe để có cơ sở và kiên quyết xử lý ekip trực và cá nhân vi phạm. Mấy ngày gần đây thì nó bùng phát lên cái làn sóng dịch bệnh lần thứ 5 đối với thành phố Đà Nẵng. Thì trong đó có một số cái trường hợp là người điều khiển phương tiện không có cái chốt kiểm dịch, trong đó có phần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, truy xét trách nhiệm đến đâu, đề xuất xử lý đến đó. Về phần mình là chúng tôi cho trích xuất tất cả các hệ thống camera và xác minh các cái trạm thu phí ở hai đầu để mà có cơ sở kết luận, xem xét để các vấn đề trách nhiệm đối với các cái ca trực này, từ đó làm gương cho những cái chốt khác để mà thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn đối với công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.